Hết chó bắt mèo cứt rồi. Tôi mới nói câu đó. Nó đúng, chính có một hai người nói tôi nữa. Tụi mấy thằng kinh cú đậu mà làm hội trưởng như dù thì đâu mà còn gì nói chuyện. Có hai ba người nói tôi nữa. Nó thì bây giờ tôi chỉ muốn biết cái trong lúc là y tá ở Z30D làm sao vậy thôi. Để cái đó là tôi làm tài liệu tôi ghi lại thôi. Tôi nói thì 100% rồi. Minh Ngôn chết rồi, Minh Ngôn Hả? đá banh đó. Nó biết cái vụ này tôi chỉ nói cho Minh Ngôn nghe thôi. Đó, thành ra nó, tôi nhắc cái đó là nó mới sợ đó. Ban đầu á, nó thấy bị tôi bị kiên giam. Hai đại đội kiên giam, một đại đội 60 người bị kiên giam mà không cho giấc thơ đủ ăn này nọ rồi không cho lao động, sao cho lao động làm việc đủ gấp 10 lần thì nó mới thấy tôi có đôi, thăm nuôi có đôi giày đá banh mới, nó lại mượn cho mấy cán bộ đá, nó năn nỉ tôi mấy chục lần Lấy luôn. sao nó nói quá là một chỗ đáng là đủ mẹ Lấy một điểm lần mà. nữa. Lấy điểm mà. Cái nó Lấy lấy cái điểm nó mà. không trả luôn. Cái trường qua đây ai đụng mẹ sao cho nó mày muốn tôi cho một cái tạo thì nó còn cặc nè, nó là muốn nó chơi phải không, rồi đụng cặc nè buông mày bây giờ mày muốn gì tao nói trên này nó quấn người ta tôi đó cái sao cái nó xuống nó thiệt tôi tới giờ nó tôi nhắc cái vụ đó tới giờ tôi sợ tôi cái bữa mà muốn kiếm chuyện tôi có vụ mà phát quà đó cái tôi nói không lẽ đâu tao quấn mày tại đây cung cái đầu cái vua phút phút kè phút phút mà chết rồi đó kè đi mẹ mày tao bởi vì nó bị cái vụ mã sái rồi tôi không biết sao tôi không biết nó nói, tao Anh coi chưa ảnh. đỡ bao giờ xin lỗi ai hết Anh năm nay gần 80 chưa? tôi hả à? Tôi 76 Thấy không? Còn trẻ nha. Con đầu lớn tôi tuổi 2 tuổi. Anh khóa 11 của Đức không? Anh sao anh xưng khóa hay là cung kia chung một khóa dân xưng? Sao khóa nó có 10. Mà sao có 3 tháng à? Vậy là anh khóa với Nguyễn Trí Hòa không? Đúng. Còn còn anh Hậu? Hậu khóa luôn. anh Nhan anh Hậu khóa luôn. anh với Nhan Hữu Hậu khóa luôn nhưng mà Hậu đi báo an thằng Nguyễn Trí Hòa là bị kích nó Úc á Úc đúng rồi bữa nó quấn được cái rầm đụng mẹ ngoài sau lưng cái rầm nó bên Úc qua quấn được nó quá trời đó cũng làm như quấn thiệt vậy tao có thọ lấy làm lạ ngó tôi đụng mẹ nó giỡn mà đi giỡn gì đó Hòa với Hậu Hậu cũng đi bị kích vậy bị kích mà đụng mà nhát Trịnh Thanh Xuân á xung bị trong quân hả? Xung trong quân đó. À, nó xung thì nói hồi đó cũng ở chung trại là mà lúc mà cha cung cứu đậu cha được thả về đó còn cha còn chở vô lại thăm cái con Dung Bắc Kỳ gì đó con nhỏ đó tội hình sự gì đó cung cứu đậu nó còn cặp nhau đó đó thì đó nó cặp mà cặp luôn mà quơ tay quơ chân chứ có gặp tay nắm tay đâu bị nó ở tù tôi gỡ tay chân chứ nó có được cái gì đó rồi lúc mà tôi đi lên trên sông Dê gặp cái anh kia anh người Huế anh cũng kể là cung cứu đậu lúc mà vợ đi vô thăm mà mấy ông kia chửi biểu đó, đừng đừng tôi chửi cho đâu con Thủy rồi từ đó nó bỏ luôn ra cái đó ok đúng đó đúng từ đó đi vô thăm thì tụi này đang lao động chạy đi ngang đường như nè nói trời đất ơi mình chỉ như lấy cái thằng đó anh chị này nó mà anh tên rồi chửi thì nó được bội bọn ngang thằng cung trong cú đậu lúc nào có nó đi tay nó màu đen nó sơn màu đỏ thì thủy cung nó vẽ đó nó tiếp theo đó cái thủy cung lớn nói thêm thì đó thì ok cái đó ok ai cũng biết thế bây giờ nói tôi một mày nó lấy chiếc giày tôi chỉ có nhân tôi biết thôi thì đương nhiên nó nói biết tôi nói rồi mà chính tôi nói tôi cảnh cáo nó lâu rồi ở hậu sự họ còn mà đoàn điêu còn sống đó tôi tao mà nói tiếng cho ông Hoàng Quý Tơ họ có Hoàng Quý Tơ trên đài không không biết không hiểu Hoàng Tơ hả không biết trời ơi không nghe là thiếu sót Hoàng Tơ nói trên đài dù lâu lắm rồi không biết nó nghỉ đâu chắc mấy năm 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 nay rồi hồi đó lúc nào cũng có Hoàng Tơ gọi vô nhưng mà không ai rành Hoàng Tơ bằng tôi nó là tên thằng Long mà nó người Việt mà nó bên Campuchia nó cũng nói tiếng Tiều được thì á quân của đậu đánh lộn với tụi nó vụ thằng tư lượm rồi đó không biết tư lượm sửa xe đó xe đó với thằng Long Nguyên là Hoàng Minh Tơ là tụi nó cặp tụi trên miên nhau mà rồi đánh nổ đâm lộn nhau vụ gì đó tụi lum đó là cái vụ đó đó rồi sao tụi mình nói vô tòa là mình đâu có hỏi vụ đó thì tôi chỉ muốn anh thì kể lại cái vụ này nó có hai băng cũng nói với tình cờ lúc mà đi vụ Lý Tống mấy mấy cái là vừa cung Lý Tống còn vừa dưới kia
thì có hai đường và một số đi đường đúng á, đồng bào đi thăm là phải đi vô đi mấy thì chúng người ta lao động á, công chuyện vừa về rồi người ta tất cả các hội đoàn ở Bắc Cali đều đứng chung trong ủy ban thì đi thăm ai của biểu tình đó. Cô đó cô trả lời là tôi đi thăm. Như quý vị biết là cái cuộc biểu tình đó mà mấy người đó được tổ chức bởi tất cả cộng đồng, ăn tên tất cả mọi người dân ở Bắc Cali này gì chứ không phải là một ủy ban hay là một tổ chức một đoàn nào cả. Trong trại sao đó ông cũng đâu có anh biết không mà có không hả yes sir vậy thì cũng có đâu mấy chú dạ tại tại người người ta chửi ổng hả hay sao vậy là cái chuyện nó có chứ hả nhưng mà không ăn cái gì đâu nghe mọi người nói tôi ở chung trại tôi biết là không nào cung vũ đậu á ờ. Mấy con khóa tôi được ghét không lắm.